lúc chúng tôi qua bên Vancouver. Cả cái chuyện này nó sự đời tí xíu, nhưng mà nó hay, nó có đạo lý. Cho nên Ấn Tổ Ngài nói đâu là chúng đó. Đời này loạn ly đến cùng cực, cha mẹ người này có trách nhiệm, mà cha mẹ là tội lớn nhất. Thay vậy đừng làm cha làm mẹ đi. Chứ làm cha làm mẹ không biết dạy con cái, để cho nó phá phá hoại, nó phá rối cái cõi đời này, thì cha mẹ là tội lớn. Không có cái tội nào lớn bằng cái tội không dạy con cái. Không có cái phước nào lớn bằng cái phước biết dạy con cái. Nên người, Ngài nói đây là câu nói của Ngài là bất hủ. Chúng tôi qua 2014 để đến Vancouver, những người tổ chức đã mời chúng tôi đến, thì chúng tôi được mời đến nhà dùng bữa cơm. Cái cô này có trang trọng kinh khủng luôn, thật là một người lễ phép. Chúng tôi vừa bước vô nhà, họ là họ mặc áo tràng cả gia đình ra đảnh lễ chúng tôi. Đi làm thân đó, thường nói chuyện điện thoại chứ không phải là xa lạ lắm, mà họ quá cung kính. Thì chúng tôi nghĩ là một gia đình quá gia giáo luôn. Tại nước phương Tây, Vancouver là đâu phải là cái chuyện mà ở Trung Quốc còn gia đình giữ viền mối của Sánh Thiên Hiền như cô này được học hợp pháp. Thì đứa nhỏ mới có 4 5 tuổi, nó cầm điện thoại nó bấm 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 nó dành, mà mấy đứa nhỏ này nó thấy có khách cái là bắt đầu nó kiếm chuyện để nó dành, là phải đưa cho nó để nói chuyện, chứ không thôi nó khóc hoặc nó khó chịu, cuối cùng đưa cho nó. Nó chơi một chập xong rồi cái chúng tôi mới nói, ồ nếu mà nó chơi như vậy, nó muốn như vậy cũng được, mà muốn gì cũng được, rồi lớn lên rồi nó muốn đi theo trai cô cũng phải chiều nó hả? Ở bên đó tự nhiên lắm, tự do lắm, chưa đến 18 tuổi đi theo trai hết rồi. Mà 18 tuổi là nói nó là nó khiêu thưa kiện cha mẹ ở tù ạ. Nó luật cái vậy. Bà lại bà giành nó, bà lấy lại nó khóc, bà kêu, bà trợn mắt, bà đưa cái tay vô vàng cái nó im, lúc đó nó còn sợ. Rồi chúng tôi nghĩ cô này còn cái giáo dục được đứa con. 2 năm sau 2016 chúng tôi tới, đứa này lên 2 tuổi rồi. Lúc đó chúng tôi cũng đến, cổ cũng y chang như vậy, cung kính một mực. Thì đến bây giờ sự tình thay đổi. Điện thoại nó đang cầm sẵn và lại dành nó ré lên, nó trợn mắt cái là cổ lui liền. Thì lúc này đã tan vỡ sự dạy dỗ con cái, chúng tôi không nói được nữa. Và từ đó chúng tôi không đến nữa Vancouver, cũng như nhà người đó chúng tôi không đến được. Bây giờ giáo dục từ người mẹ để dạy dỗ con cái họ làm không được, thì họ học Phật pháp để làm gì? Học để làm gì? Học khua khoa trương khoe khoang khoác lác. Con mình dạy không được, nó nạt mình cái là mình sợ rồi, do mình hư hàng ngày với nó. Cái điện thoại này nó giết con người, điện thoại giết con trẻ, không những giết con trẻ mà giết ông già luôn. Hòa thượng nói tôi không xài điện thoại, tôi thấy tâm thanh tịnh rõ ràng. Mấy thầy có thọ dụng, cho nên thành ra cái điện thoại đó nó sẽ làm cho con người mình chỉ sống trong đó, không biết cha mẹ là ai, cha hỏi cũng không trả lời luôn. Cái gia đình chúng ta vừa vô ngồi chơi một chút, điện thoại reng reng reng, đứa nhỏ lấy giọt ra khỏi cửa liền, cha hỏi ai vậy, im ru luôn, rồi vô lại cũng không trả lời luôn. Có học Phật pháp đó, không phải chúng tôi để ý từng ly tí trước mặt mình. Thứ hai nữa là gì? Hoài vọng một gia đình đó như Vancouver, những gia đình chúng tôi hoài vọng là hoài vọng từ con trẻ. Người lớn tuổi có làm gì được nữa, chỉ kiếm tiền nuôi con thôi. Và lão lai tài tận đến rồi làm gì, chỉ còn con trẻ thôi. Mà con trẻ giờ vậy không được. Đó thì chúng tôi mục đích để làm gì nữa đây? Không đi giảng các nơi trên thế giới, và không để một mình có sức để mình bao quát toàn cầu, để đem cái giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục tình người. Thì mấy thầy mấy chú là người sẽ là xưng phong về sau, là để cho con người kế tiếp hậu lai báo Phật ân đức, truyền đăng tục diệm. Mà họ hư hết rồi thì mình làm cái gì nữa bây giờ? Vậy để làm gì nữa? Đến để làm gì nữa? Chúng tôi suy tư nhiều. Thường chúng tôi thức dậy sớm, chúng tôi suy tư, không để lòng nhiều. Nhưng mà chuyện đó trước mặt rõ ràng, con của cô Viên Anh bên Chicago, chúng tôi nói tên, những người tốt nói tên, chứ người xấu mà nói tên coi chừng họ phật lòng, họ bỏ chùa, họ ghét mình. Người này tốt, tha thiết mong chúng tôi để giúp cha là chú Chiến, ông thay đổi được. Và đứa con bé, mỗi lần chúng tôi qua nó cung kính, tuy rằng thân lắm á nghe, thân đó, thân gần như là gần gũi trong gia đình thôi, nhưng mà họ vẫn giật mực cung kính. Nhớ hôm trước em của Viên Anh, cái ngày sinh nhật, nói sinh nhật chứ lễ tri ân, nó gửi cái bài hát về quý vị nghe theo. Rất cung kính và rất sâu sắc, từ trong đáy lòng của họ, tự viết ra.
Cho nên hôm nay chúng tôi nhắm đến cái chuyện giáo dục của con trẻ, mà giáo dục con trẻ phải ảnh hưởng gia đình, là cha mẹ. Coi lại đi, bây giờ cho dạy đệ tử quy, dạy tới nơi luôn, nhưng cha mẹ không thay đổi được. Nếu cha mẹ mà cầm điện thoại cùi bắp, nó phải cầm cùi bắp. Cha mẹ không xài, nó phải không xài chứ. Đó, như bản thân chúng tôi đó. Phải nói vào thực tiễn cuộc sống để cho họ có thể thành một con người lương dân đã, hiền nhân đã. Cho là thèm thiện nhân rồi bắt đầu mới biết lên hiền nhân, mới bước lên thánh nhân. Mà thánh nhân thì mới về cực lạc được. Thánh nhân đó là họ đã đoạn ác tu thiện được, họ phục ác tu thiện được. Chưa đoạn sạch mà họ phục được. Không bắt chước người đi trước. Người đi trước đó là Hòa Thượng Tịnh Không, là Ấn Tổ. Lúc đó là chỉ có là tivi truyền hình thôi, mà giáo sư Phương Đông Mỹ ông nói phải bỏ truyền hình này đi thì con trẻ mới có thể học được. Mà bờ truyền hình nó chỉ nguy hại 1% thôi nha. Bây giờ internet nó, truyền hình thì tối tối nó về mới coi được đúng không? Hoặc có về nhà mới coi được. Còn này cầm điện thoại chỗ nào cũng coi được hết luôn. Chết là chết chỗ này, chết chết tức tử chỗ này. Cha mẹ mà không răn đe con cái chuyện này, dễ vui cho nó là coi như hư đời nó thôi. Giờ nói không được nữa rồi. 17, 18, 20 tuổi, 25 có gia đình, làm sao nói nó được nữa. Cho nên chúng ta mong làm sao lớp học này là lớp học mẫu mực của Thánh Tiên Hiền. Cái gì của thế gian không đáng xài, không đáng đem vô để mà dùng thì lội ra. Cũng như là cái đám vườn dưới đó, mấy bà cụ đang ngồi nghe ở trên đó, ở dưới này phải không? Chúng tôi kêu nhổ cỏ thì xuống chỉ là nhổ cỏ ba cái cây gai gốc gì rồi vứt bỏ đi hết. Chứ kêu nhổ cỏ thì nhổ bắp bỏ luôn được không? Làm sao? Cái mảnh đất tâm là tâm địa mình. Gai gốc sân hận bực tức ganh tị nhổ vứt nó đi hết. Còn để lại là bắp nè, là khoai, là ngô nè, là thăng long nè. Đó là cái gì ạ? Từ bi hỷ xả, cung kính, cách vật chí chi. Để lại đừng có nhổ cái đó. Chứ kêu đi nhổ cỏ liền bắp đi hết trơn. Đâu có được. Chỗ này hiểu chỗ này đi. Nghe thì có lý mà làm không được. Không có bậc thánh hiền, không có bậc người đi trước dẫn dắt. Mà dẫn dắt mình cũng không làm nữa thì hỏi làm sao vậy? Người đời có cái chết trở ngại là cái chỗ cho mình là tài giỏi. Thấy không? Rồi ngông ngông nghênh nghênh kiêu mạn, mình là đúng hết, người khác là sai. Chỗ này là cái chỗ vô minh si dại, chỗ này là cái chỗ nhận chìm mình đi xuống tận địa ngục này. Tiêu hết bao nhiêu công đức từ cái tâm kiêu mạn đó. Ông chú An Sĩ kiêu mạn, ta đây là giỏi tới đố cô đố. Trời, cô đố đâu cũng đố được. Ôi, một cục quà tới học luôn. Cuối cùng tiểu Hoái An người ta bắt cóc đi. Trời ơi, khóc. Ông về ông nói, tôi là một người thiệt là tội lỗi, làm cho gia đình khổ đau, ham một chút quà mà để mất đứa con. Quà đó là gì? Danh với lợi. Ta là giỏi, câu đố nào cũng đố được hết. Cái bộ phim này nó hay. Rồi được lợi một đống luôn. Cuối cùng cầm không được, bỏ chạy đi tìm con, bỏ sạch hết ba cục quà luôn, có lấy được gì đâu đâu. Mất cả chi lẫn chài, quà cũng mất mà con cũng mất. Thân tâm mình ngã mạn, kiêu mạn, ta đây là giỏi, thì vùi lấp nhân tâm, đạo đức, tánh đức, mất hết tất cả những cái gì trong thánh đức sẵn có, đọa địa ngục, mất cả chi lẫn chài. Đó, bài học của ông. Bộ phim này sâu lắm, sâu sắc. Mỗi ngày chúng tôi phải nói để anh em suy nghĩ. Hôm qua trên chùa về cái lật ra cái khúc cuối cùng, trời nó hay. Bây giờ coi khúc nào nó cũng hay. Bây giờ mình có lòng trắc ẩn là coi nó hay. Đủ, nhiều vậy đủ chưa? Sáng nhiêu đây là quá đầy đủ dung lượng. Hả? Xài được một ngày, nếu mà biết giữ nó xài một tuần. Biết giữ cái điều này xài một tuần. Có nhiều người một tuần họ nghe pháp xong đến tuần sau họ vẫn còn cảm xúc, họ mới lên chứ. Đó, trên tỉnh thất mình đó, họ lên đó. Đóng cửa không ai, không cho vô, họ đúng muốn reo lào lên luôn. Mở cửa vô trong đó. Bởi vì họ có cảm thọ, họ có thọ dụng. Còn mình đây ngồi nói như đờn khẩy tay trâu là chết ngắt rồi. Không có một chút thọ dụng luôn. Cho nên hôm nay chúng tôi thấy là bắt đầu có sự thay đổi đó. Đại chúng mình có sự thay đổi. Ngoan ra, ngoan lắm. Hôm qua lên thấy nhiệt tình làm, không ai cầm điện thoại, có đâu nữa cầm. Thôi làm nhiệt tình luôn. Đó, coi nghĩ bây giờ cuộc sống thực tế về, coi con cái làm gì với cha mẹ. Cầm điện thoại, khỏi biết cha mẹ là gì đi. Thật sự là có.
cái đó là cái gì trong đó. Hôm bữa có một cái gia đình ở khổ sao không chú gọi đi, không chuyện này không quan trọng, gặp thầy mới quan trọng. Khó gặp thầy lắm, thầy khu chuyên tu đâu dễ gì lên, như trúng số độc đắc bây giờ điện thoại là cái gì đâu, không quan trọng, vứt bên. Người này còn người gì, lễ phép, hai chữ lễ phép này khó làm. Còn không thì sao, vừa ngồi vừa nói chuyện, alo khỏe không, mai làm cái gì, coi như mình là rơm rác rồi. Thì con người này là con người gì, vô phép, không biết tôn kính người lớn, cha mẹ không tôn kính, học để làm gì? Phải răn đe cho kịch liệt cái chuyện này. Cái người này là phải quỳ úp mặt vô tường một tháng chưa hết tội. Chúng tôi thương con người vô cùng, mà thương con người đó phải là con người có đạo đức, giúp con người đó phải là con người đó gia đình đó đạo đức. Dĩ nhiên những người đó không làm chúng tôi thất vọng, bởi vì cái đó là lẽ đời, nung nấu sự đời mà. Bức tranh văn cẩu vẽ người cầm điện thoại tang thương. Câu này hay dữ lắm. Chết vì chuyện này. Chú Bảo nói con cũng chết vì chuyện này. Cầm điện thoại chơi suốt ngày game luôn. Mẹ nói một câu là đáp lại 10 câu, coi không ra gì hết. Đó, rõ ràng. Chú này thì ổng không còn mặc cảm, nói ổng bình thường. Chứ những người khác động đến họ là thôi, họ nảy lên người lên. Họ nói họ là tốt, hàng ngày họ học Phật Pháp, học mà có làm được đâu.